Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 258. Những đức đọc một đoạn văn chúng ta học tập. Tu pháp niệm Phật là vững vàng nhất. Thiền sư Bách Trượng nói rằng: tu hành dùng pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Đây là một trong 20 điều phép tắc thiền sư Bách Trượng là bậc cao đức trong thiền tông, vì dạy dỗ đệ tử mà đề xuất ra pháp môn niệm Phật là con đường tu hành rất an ổn. Vì niệm Phật được nương vào sức đại từ đại bi của Phật A Di Đà và sẽ được Ngài nhiếp thọ, đây là con đường tu hành thành công tuyệt đối có bảo chứng. Tham thiền, học giáo và các pháp môn khác chỉ nương tựa vào sức mình. Chúng sanh thờ mạt pháp, căn cơ ngu đần và yếu đuối, nghiệp chướng sâu nặng, không nương sức bổn nguyện của Phật làm sao mà thành tựu cho được. Đây là những đoạn văn mà của chư tổ sư để lại cho chúng ta, nhắc nhở mình. Mỗi một người chúng ta mà niệm câu Phật hiệu này, chỉ cần siêng năng đi đứng nằm ngồi chân thật niệm, đối với tất cả những vọng niệm chúng ta không cần để ý đến, chỉ cần đi đứng nằm ngồi chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật. Đây là phương pháp tu vững vàng nhất, không có tác dụng phụ. Những người niệm Phật mà có khi bị căng thẳng là do gì? Họ niệm câu Phật hiệu mà họ cũng nặng nề với vọng tưởng. Cũng như hôm qua những đức gặp một cái cô này, cô nói một câu: con niệm Phật niệm vậy thôi chứ con thấy cái việc giảng sanh của con là xa vờ, con không được giảng sanh đâu. Nhưng đứa hỏi vì sao? Cô này cũng nói rằng: con niệm Phật mà vọng tưởng con nhiều lắm. Nhưng đức nói: có những người tu mấy chục năm mà vọng tưởng vẫn còn, không chi cô mới tu có vài ba năm, ăn thua gì. Chúng ta sống ở cái cuộc đời này, cái cõi ta bà này, là vọng tưởng mới đi đến đây. Mỗi ngày gì là bao nhiêu vọng tưởng, là cái nhân. Mà mình ở cõi này mà không có vọng tưởng sao mà được. Nên chư tổ sư dạy mình có thể làm được, là khi mình niệm Phật á, mình chỉ cần lo niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Chứ đừng có mà
Vừa niệm Phật mà vừa đem câu Phật hiệu để đè phục vọng tưởng, đừng có làm gì. Mình làm gì thì cái tổn hại là mình. Thí dụ như mình đang chú tâm niệm Phật là mình đang hướng với câu Phật hiệu. Nếu như mình chú tâm dẹp vọng tưởng vậy thì một phần rất lớn chúng ta cũng đang chú tâm về vọng tưởng. Nếu như muốn toàn tâm toàn ý niệm Phật thì chỉ cần lo niệm Phật là được rồi. Đừng có nghĩ cái việc mình dẹp vọng tưởng hay đè phục vọng tưởng hay là bực bội với vọng tưởng, đừng có nghĩ gì. Nghĩ gì là cái việc niệm Phật của mình bị phân tâm rồi, không có toàn tâm toàn ý. Chỗ toàn tâm toàn ý niệm Phật á, là chỉ có một câu Phật hiệu, mình cứ mặc kệ những cái vọng tưởng trong tâm nó phát khởi cái gì kệ nó. Thí dụ như giờ mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng cái lúc niệm Phật đó đó nó hiện khởi lên nhiều thứ trong tâm mình. Nào là ngày mai mình làm gì, rồi mình làm việc đó thì sao, mình sẽ gặp ai, rồi mình sẽ nói cái gì, hoặc là mình ăn uống cái gì, nó đủ thứ trong tâm vậy đó. Nhiều người đang niệm Phật mà những cái thứ đó nó hiện khởi lên thì bực bội khó chịu, muốn dùng câu Phật hiệu để đè phục nó. Nên chư tổ sư nói đừng có làm gì, chỉ cần cái lúc nó niệm Phật cứ lo niệm Phật, gầy dựng cái chỗ niệm Phật niệm cho lâu dài thành niệm Phật có lực. Niệm Phật có lực là sao? Niệm Phật có lực là tất cả những vọng tưởng nó không có tác động vào tâm mình được. Mình chỉ cần duy trì có Phật hiệu gọi là niệm Phật có lực. Giống như quý vị biết một cái việc này là tốt, quý vị chân thật làm. Bao nhiêu con người chỉ trích mình, mình không có quan tâm đến. Chỉ cần mình đủ duyên, mình làm được việc tốt này, mình chân thật làm gì được rồi. Đó cũng gọi là toàn tâm toàn ý, không bị ngoại duyên tác động. Thì niệm Phật cũng dễ, mình chỉ cần lo niệm Phật, còn tất cả những vọng tưởng mặc kệ. Đây cũng gọi là niệm Phật có lực, vì nó không tác động vào chính mình, làm ảnh hưởng mình. Đó gọi là niệm Phật có lực. Niệm Phật lâu ngày từ từ được như vậy thôi, chúng ta không dám đòi hỏi cao xa. Thì quý vị cũng cảm giác được niệm Phật là sự lợi ích lớn, có niềm an vui lớn. Nên mới nói rằng niệm một câu Phật hiệu này giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời, nhiều thứ khổ đau giải quyết được. Chỉ cần nhớ câu Phật hiệu, không suy nghĩ đến những thứ đó thì những thứ đó tự nhiên biến mất. Ví dụ như trong chùa mình, những đức nói xác thực gần gũi nhất luôn. Nhưng mà có những người họ vẫn bị nặng nề cái việc như cô hôm qua những đức gặp. Cô nói cổ niệm Phật mà thấy mồi cô không có cơ hội giảng sanh. Những đức hỏi vì sao cô biết, vì cô nói vọng tưởng nhiều quá. Niệm từ từ giết là chán quá, giống như niệm cho có. Nên mỗi một người chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dù mình bây giờ đang cực khổ hay đang gặp những sự cố gì trong cuộc đời nặng nề cỡ nào đi chăng, nhưng mà mình nghĩ rằng mình gặp Phật Pháp, mình biết niệm Phật, cái cơ hội của mình là được thân cận Phật A Di Đà, cái lòng tin nó luôn luôn kiên cố gì đó, thì tức khắc mình sẽ niệm Phật không bao giờ thay đổi. Còn nếu như mình nghĩ rằng bây giờ mình niệm Phật là niệm thôi, nhưng mà cái cơ hội giảng sanh chắc mình cũng có phần. Nếu như duy trì cái tâm này, thời gian này nhất định bỏ tu, chán tu, nghỉ tu luôn. Vì sao mình làm một cái việc đó mình không có cái cảm giác gì, mình thấy mình không có thành công, vậy thì mình chán nản mình bỏ cuộc thôi. Nên người niệm Phật á, phải duy trì được cái tâm của mình. Mình nghĩ mình được thân cận Phật A Di Đà, mình nghĩ đến cái phương hướng tích cực, thì dù cỡ nào đi chăng nữa mình cũng niệm Phật.
không có bỏ cuộc. Dù là mình lúc trước từng làm sai, làm ác nhiều cỡ nào đi chăng, nhưng bây giờ mình nghe Phật Pháp là mình có cơ hội một đời này được giải thoát. Chỗ đặc biệt mà trong kinh giáo Đức Phật ngày tán thán cho tất cả những người làm sai có cơ hội quay đầu. Ngày tán thán có hai loại người. Một loại người là cả đời không tạo tội. Một loại người là tạo tội rồi mà biết quay đầu. Nên trong Phật Pháp rất là từ bi, tất cả chúng sanh đều có cơ hội quay đầu hướng thiện. Và tất cả chúng sanh khi quay đầu hướng thiện đều có cơ hội có thể được giải thoát một đời này. Phật Pháp toàn là pháp bình đẳng, pháp nào cũng là pháp khi tu hành đều đạt đến chỗ giải thoát viên mãn. Nhưng khi tu học thì xem lại căn tính của mình, là mình có tu phù hợp với cái pháp tu này hay không. Nên Phật Pháp thì là bình đẳng, nhưng căn tính con người thì chọn một cái pháp tu để mình tu thấy phù hợp. Đúng. Cho pháp môn tịnh độ hay tất cả các pháp của Đức Thế Tôn giảng thuyết đều là pháp tu viên mãn, đạt đến chỗ giải thoát. Nhưng mà do căn tính của mình không đủ sức tu các pháp khác, nên mình mới chọn tu pháp môn tịnh độ là vững vàng nhất. Công đoạn này là thiền sư Bách Trượng ngài dạy. Ngài là bậc thiền môn, mà nhìn căn tính của đệ tử nên ngài dạy niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ví dụ như bây giờ có những người, người ta mạnh, người ta vác được 100 kg, hoặc là có những người vác được 80 kg, nhưng khả năng của mình thì vác được chỉ có 50 kg. Thì Phật Pháp á, cái nguyên lý cũng là theo cái số ký đó. Có những người vác được 100 kg thì họ cứ vác 100 kg. Có những người vác 80 kg, khả năng người ta có thể vác được thì người ta cứ vác 80 kg. Còn mình xem lại khả năng của mình vác được khoảng 50 kg thì mình chọn cái bao 50 kg mình vác. Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, phải nhớ. Còn nếu như mình không biết lượng sức mình, thấy người ta vác 100 kg cũng chạy đi vác 100 kg, hoặc thấy người ta vác 80 kg cũng chạy đi vác 80 kg, mình không biết cái sức của mình là chỉ có vác 50 kg, đó gọi là người không biết thời vận. Nên Đức Thế Tôn thấy căn tính con người mình kém cỏi quá, không biết lượng sức mình, nên ngài mới nêu lên rằng thờ ngài còn tại thế thì khả năng con người có thể trì giới tu hành chứng quả. Qua 1000 năm thì căn tính con người hạ xuống một bậc, có thể tu thiền định. Cũng là có cái trì giới bên trong được thành tựu. Qua thêm 1000 năm nữa là thời mạt pháp, căn tính con người càng kém nữa, thì ngài dạy là niệm Phật thành tựu, hoàn toàn nương vào bổ nguyện niệm Phật. Dùng bổ nguyện niệm Phật cũng là phương pháp trì giới. Vì khi chúng ta bực bội khó chịu, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật thì hạ bớt cái tâm nó xuống. Hay là mình vừa phát một cái tâm tham chấp cái gì nặng nề, mình niệm Phật mình nhẹ chỗ đó xuống. Nên căn tính con người mình hoàn toàn đúng một bổ nguyện niệm Phật để trì dơ. Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi đã chỉ dạy mình như vậy. Mình phải biết căn tính của người mình
để chọn cái pháp tu phù hợp cho mình và hướng dẫn người cũng thấy phù hợp. Nên nhiều người chúng ta bây giờ tu hành đó là chạy theo hình thức, thấy người ta tu như vậy mình cũng tu như vậy, mình không biết lượng sức mình là mình làm việc này có phù hợp hay không, có thể thu hoạch được hay không. Nên mỗi một người học Phật chúng ta, mình phải biết mình để chọn pháp tu. Đức Phật đã chỉ điểm mình rõ ràng, thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Ngài nói rằng là nhiều người tu nhưng không có một người đắc đạo, chỉ có những người niệm Phật gây dựng được tín nguyện kiên cố thì mới có thể được thành tựu. Vậy thì chúng ta duy trì niệm câu Phật hiệu này cho tới cùng. Đúng rồi. Nên sáng nào chúng ta cũng học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Hàng Phật tử bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, quý vị chỉ cần duy trì câu Phật hiệu này, đi đứng nằm ngồi chân thật niệm, thì tất cả những vấn đề có thể giải quyết được. Nhưng phải hoàn toàn toàn tâm toàn ý tin Phật, dù là tan nhà mất mạng cũng tin Phật. Người tu tịnh độ phải có cái tâm này thì mới có thể giải quyết được tất cả những vấn đề phiền toái trong cuộc đời này. Nên chư tổ sư nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Cái túc nghiệp nó hiện khởi từ tâm của mình mỗi ngày rất là nhiều. Nhưng chúng ta dùng vạn đức hồng danh, đi đứng nằm ngồi chân thật nhớ và niệm, nhớ Phật niệm Phật, thì tạo thành một cái lực nhớ Phật niệm Phật. Cái lực nhớ Phật niệm Phật nó càng ngày càng cao thì cái tâm niệm, những cái vọng niệm khác tự nhiên sẽ yếu, yếu từ 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 sẽ lạc mất đi. Cái gì mà mình chỉ cần không để ý tới thì tức khắc những cái thứ đó từ từ sẽ lãng quên. Thì đối với cái nghiệp mình chỉ cần không cần quan tâm thì tự quên và tự mất. Nên chư tổ sư nói rằng mình tạo một cái nghiệp xấu ác, phá thai, sát sanh, bất hiếu, bây giờ mình học Phật rồi mà mỗi ngày mình suy nghĩ đến những việc đó mà gai gứt trong tâm, nặng nề, buồn khổ, thì mỗi lần nghĩ một lần như vậy là tạo thêm một lần nghiệp. Còn thí dụ như mình chia sẻ Phật Pháp, mình không có chấp vào chỗ đó, nhưng mà mình nêu lên những cái sự việc trong cuộc đời của mình đã đi qua, để cho những con người khác cũng gặp những hoàn cảnh như mình mà người ta có thể giải tỏa, thì việc này không có tạo nghiệp. Còn nếu như ngồi một mình suy nghĩ vu vơ mà thấy mình là người tạo tội ác, mình sẽ không được giảng sanh và buồn chán. Thì nếu mỗi ngày mà nghĩ như vậy là mỗi ngày tăng thêm nghiệp, nghiệp cứ tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm. Còn nếu như chỉ cần đi đứng nằm ngồi lo niệm Phật, không quan tâm những cái vọng niệm hay những cái nghiệp gì mình đã từng tạo qua, thì niệm lâu ngày tạo thành một cái định lực ngay câu Phật hiệu, và tất cả những cái tạo tác ngày xưa lạc lẽo từ từ, rồi từ từ biến mất ra khỏi tâm tư chúng ta, gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Phải nhớ nguyên lý này, khi chúng ta nắm được thì mình tu học mình rất là thích. Tu học rất là thích. Quý vị coi bao nhiêu con người trong cái cuộc đời này, họ mỗi ngày không biết niệm Phật, dù là giàu sang phú quý vô cùng, nhưng chỉ nặng nề vào cái việc làm ăn kiếm tiền. Dù là của cải rất là lớn nhưng vẫn không biết đủ. Ví dụ như chỉ cần một hơi thở, thở ra không hít vào, thì họ có cầm của cải vật chất danh tiếng thì đi theo được không? Không. Vì mà cả đời của họ là nặng nề vào cái danh lợi này, cuối cùng cũng không được cái gì, nhưng mà lại cầm một đống nghiệp đi gặp vua Diêm Vương để tính sổ. Vì trong khoảng thời gian họ làm ăn, họ có những thứ tạo nghiệp ác, nên tiền của vật chất, danh tiếng, bạn thân,
vợ đẹp con xinh, điều hoàn toàn không cầm theo được, nhưng mà lại cầm cái nghiệp đi theo bên mình. Nên mới nói rằng là kẻ đáng thương. Mình dù có nghèo khổ cỡ nào đi chăng nữa mà mỗi ngày mình được niệm Phật, mỗi ngày mình nhớ Phật niệm Phật là mình thấy an ủi trong cuộc đời mình. Đừng bao giờ nhìn vào cái chỗ khổ của mình mà chán nản. Mình tuy mỗi ngày còn khổ, bị việc này việc kia trở ngại, nhưng mà mình lại có một con đường đi đến chỗ giải thoát. Còn có những người, người ta sống phè phè, giàu sang, của cải danh tiếng lẫy lừng, nhưng tương lai của họ không có con đường để đi. Nghĩ được chỗ này thì mình rất mừng khi mình gặp được Phật Pháp, vì Phật Pháp cứu cuộc đời mình. Nhờ học Phật Pháp mà mình có cơ hội một đời này được giải thoát. Dù là mình nghèo nàn ít học, nhưng cuộc đời của mình còn hơn bao nhiêu con người sống trong cái cuộc đời này. Nguyên lý này mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ được thì tức khắc quý vị sẽ thích tu vô cùng, không chán nản, sẽ nắm chắc câu vật hiệu đi đứng nằm ngồi không bao giờ buông. Phải nhớ, gặp bất cứ một người nào hữu duyên, khi nói chuyện xong mình cũng niệm một câu ai với đạo Phật cho họ nghe để kết duyên. Tất cả chúng sanh khi tiếp nhận pháp môn tịnh độ đều là có duyên mới tiếp nhận được. Nên mới nói câu là nhân duyên. Nhân là con người, từ con người nó mới duyên đến những cái gì mà mình đã từng tạo. Mình đã từng tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp bất cứ một cái gì, thì đời này mình có thân người ở cái cõi ta bà này, nó sẽ duyên mình đến những cái nhân tạo và thành quả của đời này. Nên mỗi một con người chúng ta học Phật, mình không có bực bội khó chịu phiền não với những cái mà không vừa lòng không vừa ý, hoặc là trở ngại mình khi làm việc tốt, hoặc là con cái mình nuôi không lớn mà nó ngộ nghịch, nó bất hiếu với mình, hoặc vợ hay chồng mình chân thật thương yêu người ta mà người ta lại phản bội mình, hoặc là tình huynh đệ anh em mà vì của cải vật chất mà trở mặt nhau. Mình đến với người ta luôn luôn hết lòng mà người ta thì thủ đoạn suy nghĩ những việc không phải đến với mình. Mình không có buồn trách người ta, vì mình sanh đến cái cuộc đời này, tất cả những cái nghịch cảnh nghịch duyên gì mình gặp phải toàn là nhân mình đã từng tạo. Hiểu được nguyên lý này thì tức khắc mình không bao giờ buồn trách ai, vì buồn trách người là tạo thêm nghiệp chướng, thiếu nợ trả mà lại dùng dằn. Nên chúng ta vui vẻ trả món nợ trong cuộc đời này cho xong. Chỉ cần duy trì nắm chắc câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi chân thật niệm, đây gọi là niệm Phật có lực. Người niệm Phật như vậy thì cái cơ hội giảng sanh của họ rất là cao. Phải nhớ, vì đây gọi là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Niệm niệm mỗi ngày chúng ta là luôn luôn muốn thân cận Phật A Di Đà và ở thế giới cực lạc. Nên đi đứng nằm ngồi chỉ có một câu Phật hiệu niệm không thay đổi, thì kết quả này lớn lắm quý vị. Phải nhớ, nên sống trong cái thời đại nhiều kiếp nạn, bây giờ dịch bệnh dễ đại khắp nơi nơi, chúng ta rất là may phước mình gặp được Phật Pháp. Mỗi ngày mình có thể chia sẻ Phật Pháp cho nhau nghe như vậy để an tâm nhau quý vị. Những đức an tâm quý vị thì cũng như đang an tâm mình. Mỗi một con người mình ở đâu nên trân quý cái đạo tràng trong nội tâm của mình á, là đạo tràng tịnh độ. Nếu chân thật mà biết chân quý cái đạo tràng trong tâm là đạo tràng nhớ Phật niệm Phật đó, thì tất cả những vấn đề trong cuộc đời này đều có thể giải quyết được. Vì cuộc đời con người ai cũng sẽ bệnh và ai cũng sẽ chết. Chúng ta thì có con đường ra đi, nên cái việc già bệnh chết mình không có đặt vấn đề quan tâm nặng nề. Như vậy thì cái tâm giải thoát quý vị cực kỳ là mạnh. Phải nhớ, nên có những người học Phật nhưng khi gặp nghịch cảnh nghịch duyên thì họ hờn, họ trách, họ buồn. Họ nghĩ rằng bây giờ
mình tu hành như vậy, mình niệm Phật như vậy, mà tại sao bây giờ mình còn gặp những cảnh ngộ, nghịch cảnh nghịch duyên đến với mình? Con người này làm nhiều việc thiện vậy mà tại sao bao nhiêu con người chỉ trích và muốn dẹp họ? Tại sao bất công như vậy? Học Phật Pháp có được lợi ích gì đâu? Ý nghĩ này của mình là ý nghĩ sai. Trong kinh giáo Đức Phật nêu lên rằng nhân sinh thù nghiệp, chúng ta sanh đến cái cuộc đời này là nghiệp quả hội tụ ở cái cuộc đời này. Nên bao nhiêu cái nhân tạo nghiệp thì khi sanh đến cái cuộc đời này nó sẽ thành quả để cùng trở ngại nhau. Có khi thương yêu cũng trở ngại, chứ đâu phải hoàn toàn chỉ có ghét mới trở ngại đâu, mà thương yêu cũng trở ngại. Vì thương yêu tạo ra đầu mối ô nhiễm thì trở ngại con đường giải thoát của mình. Nên sống trong cuộc đời này, tất cả những cái nghịch cảnh nghịch duyên, chúng ta dùng cái câu thử thách mà thôi, trả cho xong một món nợ. Nếu như có cái tâm đó thì tức khắc người niệm Phật vô cùng an lạc. Mà cái tâm an lạc này là cái tâm miễn dịch, cái tâm không lo âu không buồn phiền là cái tâm miễn dịch. Cái tâm mà lo âu buồn phiền sợ hãi, đây là cái tâm bị ô nhiễm dịch bệnh. Quý vị phải nhớ rằng chỗ mà thân bệnh là từ tâm mà ra, tâm là nguồn gốc để phát bệnh cho thân và cho toàn thể tất cả mọi người. Và hủy hoại cái quả địa cầu mình đang ở cũng từ do tâm niệm mà ra. Nên trong kinh giáo Phật mới nói rằng tướng do tâm sanh, tướng là hoàn cảnh. Nếu như tâm con người này thiện là tốt thì hoàn cảnh sẽ thiện sẽ tốt. Nếu tâm con người này bất thiện, hung ác thì hoàn cảnh họ sống nhất định là sẽ bất thiện và hung ác. Nên một con người tâm địa khoan dung tha thứ, biết niệm Phật vui vẻ an lạc, thì dù là nơi đó là một vùng đất khô cằn xấu xí, nhưng con người này đi đến nơi đó ở trong vòng chừng 1 năm 2 năm là tức khắc nơi đó sẽ thay đổi, gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Vậy thì tất cả chúng ta là người niệm Phật, trong cái cảnh duyên trong cuộc đời này đang dịch bệnh đủ chuyện, quý vị chỉ cần duy trì ngay câu Phật hiệu, luôn luôn duy trì cái tâm khoan dung và tha thứ cho tất cả mọi loài, không có tâm hủy diệt, thì tức khắc quý vị là có khả năng về nội tâm miễn dịch vô cùng cao. Vì nội tâm quý vị là tâm quá giải hận thù thì nhất định nghiệp duyên cũng là quá giải. Chỗ này là người tu của mình phải nhận thức, và con đường đi này người tu mình phải nắm cho chắc để mà đi. Chỉ cần câu Phật hiệu này, đi đứng nằm ngồi đừng nên chán niệm, cứ siêng năng mà niệm. Gia đình thì công phu sáng tối, hoặc tăng thêm thời buổi trưa nữa càng tốt. Nghe nói nhóm của cô Phật tử nào lập nên cái thời khóa tu 1 ngày 6 thời tốt, cả ngày đều là nương vào câu Phật hiệu, nương vào bổ nguyện Di Đà là chỗ yên tâm vững vàng nhất. Đây là bậc thiền sư đã dạy mình, nên phải nhớ để biết trân quý. Những bài học tập này là những tư tưởng để nhắc những đức luôn luôn bình an để lo cho đạo tràng, và đem những cái này để chúng ta cùng nhắc nhở chung, để tất cả hàng Phật tử biết niệm Phật, siêng năng tinh tấn niệm Phật, gây dựng tín nguyện luôn luôn kiên cố, không bị cái cõi đời giả tạm này dụ dỗ mình, đừng để danh lợi lôi kéo mình. Vậy thì duy trì cái tâm niệm Phật đó, tức khắc quý vị sống ở đâu cũng được hạnh phúc và được an lạc, và cuối cuộc đời nhất định sẽ được giảng sanh về thế giới cực lạc. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.